Hello, xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Serial Channel. Hôm nay tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy AI có thể thay thế lập trình viên như thế nào. Và tôi sẽ làm một game bằng ChatGPT với hai thử thách. Đầu tiên, tất cả code phải được viết bằng ChatGPT. Thứ hai, dùng tiếng Việt và bắt AI phải giải thích code bằng tiếng Việt. Ok, vậy điều đầu tiên chúng ta cần để làm một cái game là gì? Đó chính là ý tưởng. Và tôi đã hỏi ChatGPT rằng: xin chào, hôm nay tôi sẽ làm một game tuổi thơ, bạn có biết game bắn xe tăng hay không? ChatGPT đã trả lời biết và cho tôi ý tưởng đó là lái xe tăng và bắn những xe tăng khác. Và với câu trả lời đầy tinh tế này, tôi sẽ làm một game gồm một xe tăng có thể bắn các xe tăng khác, và khi bắn xe tăng thì sẽ lùi lại do cái phản lực. Vậy thì tiếp theo, điều kiện để làm game tiếp theo là gì? Đó chính là tên, một cái tên thật là kêu. Và ChatGPT đã cho tôi ba cái tên là Chiến binh Việt Nam hành trình tới thắng lợi, Tân binh Việt Nam trận chiến dân tộc, và Vì Tổ quốc cuộc chiến tranh Việt Nam. Nói thật với các bạn là tôi quá tiếc vì không thể dùng cả ba tên, vì tên nào cũng hay cả. Và cuối cùng tôi đã chọn Vì Tổ quốc Việt Nam vì Unity không cho dài quá. Ok. Và với tất cả sự hào hứng đó, tôi đã hỏi ChatGPT cho mình một cái ảnh VS xe tăng. Và thật thất vọng là do tôi chưa nạp VIP nên là ChatGPT chỉ cho tôi câu trả lời là Google không mất phí đâu. Và cuối cùng tôi đã tự vẽ một cái xe tăng như thế này. Được rồi, chúng ta sẽ đến phần quan trọng nhất khi làm game. Và tôi đã xin AI viết cho mình một đoạn code để người chơi có thể bắn đạn và chịu cái phản lực. Và thật tuyệt vời, ChatGPT đã cho tôi một đoạn code và hướng dẫn cả cái cách để chúng ta có thể sử dụng. Và thế là tôi copy tất cả Buster vào game, chạy game, và dù bạn có AI thì cũng bị bắt mà thôi. Và sau một hồi kéo thả thì tôi cũng đã có một cái chiếc xe tăng có thể quay vòng và bắn. Thêm một điểm cộng cho ChatGPT đó là khi tôi xin tạo giúp tôi một cái bức tường thì ChatGPT đã hướng dẫn chi tiết từng bước để tôi có thể làm cái điều đó. Và tôi đã thành công trong cái việc là làm theo hướng dẫn của một cái máy. Bố biết sẽ đánh tôi mất. Chúng ta đã có xe tăng điều khiển và bây giờ chúng ta sẽ cần đối thủ để có thể trao đổi chiêu thức. Nên là tôi đã ra lệnh cho AI viết một cái đối thủ để có thể đuổi theo người chơi và bắn. Và hãy nhìn đi, ít ra khi AI code còn có miêu tả, đã lập trình viên nào làm được điều này chưa? Và sau một hồi hỏi ChatGPT thêm một vài câu hỏi và chỉnh sửa như điều chỉnh khi player giữ chuột, tạo một script cho đạn, tạo code cho enemy spawn, tạo code để quản lý điểm số, và cảm ơn một cách chân thành, thì tôi đã làm xong game. Và đây chính là thành quả. Và đây chính là thành quả. Thật khó để đánh giá cho nó, thật là hay. Anh em hãy giúp tôi đánh giá nào. Và tôi có để link chơi thử dưới phần mô tả, anh em hãy click vào chơi game. Và đó sẽ là một cuộc thi xem ai sẽ giành điểm cao nhất anh em nhé. Ok, xin cảm ơn mọi người đã xem video, và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.